Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nắng Vàng Solar. Khi mới bắt đầu với điện năng lượng mặt trời, chắc hẳn các bạn thường băn khoăn về việc nên lựa chọn tấm pin năng lượng mặt trời của hãng nào tốt nhất cho hệ thống điện năng lượng mặt trời của gia đình bạn. Trong video ngày hôm nay, Nắng Vàng Solar sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời tốt nhất trên thế giới để các bạn mới bắt đầu có thể lựa chọn những tấm pin năng lượng mặt trời tốt nhất và tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc liệu có tốt hay không. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Theo như số liệu thống kê của PVTech vào đầu năm 2019 về 10 nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, dựa theo các tiêu chí như sản lượng sản xuất và cung ứng các tấm pin năng lượng mặt trời trên toàn thế giới, người ta đã đưa ra một bảng xếp hạng gồm 10 nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Và đứng trong top 4 nhà sản xuất lớn nhất là 4 thương hiệu đến từ Trung Quốc theo thứ tự từ 1 đến 4, gồm có Jinko Solar, Zia Solar, China Solar và Longji Solar. Canadian Solar là nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Canada, đã bị các nhà sản xuất Trung Quốc đánh bật khỏi vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng vào năm 2017 và tụt xuống top 5 vào năm 2019. Kế tiếp đó là vị trí thứ 6, nhà sản xuất Hanwha Qcell đến từ Hàn Quốc. Vị trí thứ 7, thứ 8 và thứ 9 lại là 3 nhà sản xuất đến từ Trung Quốc là Risen Energy, GCL SI và Tale Sun. Vị trí thứ 10 thuộc về nhà sản xuất đến từ Mỹ là First Solar. Còn theo như tiêu chí đánh giá về hiệu suất của các tấm pin năng lượng mặt trời thì sao? Ở đây mình có bảng tổng hợp chi tiết về top 10 các tấm pin có hiệu suất tốt nhất trên thế giới. Đứng đầu là nhà sản xuất AE Solar, một thương hiệu đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Kế tiếp vị trí số 2 là Hanwha Solar, nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời đến từ Hàn Quốc. Từ top 3 đến top 7 lại là các thương hiệu đến từ Trung Quốc theo thứ tự từ 3 đến 7, gồm có GCISI, Zia Solar, Longji Solar, China Solar và Risen Energy. Vị trí thứ 8 là tấm pin năng lượng mặt trời của Canada mang thương hiệu Canadian Solar. Vị trí thứ 9 và thứ 10 là của các hãng Sunfeng và Jinko Solar. Vậy thì tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc sản xuất có tốt hay không? Theo như các bảng đánh giá từ quy mô sản xuất và cung ứng trên toàn cầu cho đến hiệu suất của các tấm pin năng lượng mặt trời thì các hãng đến từ Trung Quốc chiếm đến từ 60 đến 70% trong top 10 bảng xếp hạng. Đây không phải là may mắn hay gian lận mà các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc có thể lọt vào top 10 toàn thế giới. Do chi phí sản xuất và nhân công giá rẻ nên các tấm pin năng lượng mặt trời đến từ Trung Quốc đã dễ dàng có được mức giá rẻ hơn và phù hợp hơn so với nhiều đối tượng. Vì thế mà đã được lựa chọn cho hầu hết các dự án lớn trên toàn thế giới. Với các nhà máy lớn và công nghệ hiện đại, hiện nay Trung Quốc là quốc gia có sản lượng sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới. Ngoài các tên tuổi đình đám nằm trong top 10 của bảng xếp hạng mà mình vừa mới đề cập ở trên, thì còn có đến hàng ngàn nhà máy lớn nhỏ rải rác khắp đất nước Trung Quốc. Ở Việt Nam hiện nay cũng có nhiều nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, điển hình như nhà máy Zia Solar, Visun, China Solar của Trung Quốc đóng tại tỉnh Bắc Giang, Vina Solar ở Lào Cai hay Canadian Solar có nhà máy đặt ở Hải Phòng, và đặc biệt có First Solar là thương hiệu đến từ Mỹ có nhà máy sản xuất ở Củ Chi và còn nhiều nhà máy khác trên khắp cả nước. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quá trình phát triển của các hãng sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới các bạn nhé. 1. Jinko Solar. Jinko Solar được thành lập vào năm 2006 là một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời với hoạt động sản xuất chính ở Giang Tây và Chiết Giang Trung Quốc, cùng hệ thống bán hàng, marketing ở Thượng Hải, Bắc Kinh và nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới như Úc, Ý, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Canada, Nam Phi, v.v. Jinko Solar đã xây dựng giá trị cho sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời với công suất hàng năm vào khoảng 8 GW cho wafer, 5 GW cho các cell điện mặt trời và 8 GW cho module điện mặt trời. Tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2017, sản phẩm của Jinko Solar được sản xuất dựa theo 3 tiêu chí: hiệu quả, tin cậy, an toàn. 3 trụ cột được xây dựng để tạo nên chất lượng. Toàn bộ dây chuyền sản xuất của Jinko Solar được theo dõi chặt chẽ. Mỗi tấm pin năng lượng mặt trời được sản xuất ra đều phải trải qua 36 bước kiểm tra chất lượng khắt khe nhất, cùng hàng loạt kiểm soát trong phòng thí nghiệm được UL chứng nhận. Chất lượng của tấm pin Jinko Solar đã được chứng minh thông qua kết quả từ phòng thí nghiệm Photon Lab 2012. Họ đã đưa ra kết luận như sau: các tấm pin của Jinko Solar hoạt động tốt hơn với các nhãn hiệu khác ở nhiệt độ cao và môi trường có độ ẩm cao. Các tấm pin Jinko Solar luôn nổi trội trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như bão, động đất, tuyết, gió.
vùng ven biển hoặc trang trại bị bao phủ bởi ammoniac, v.v. Nhờ độ bền cơ học lớn hơn hóa học, các tấm pin của Zinco Solar tạo ra nhiều điện hơn vào buổi sáng sớm và cuối ngày, thậm chí là cả trong những ngày nhiều mây. Mức giảm hiệu suất theo thời gian ở chỉ số rất là thấp. 2. Zia Solar. Được thành lập vào năm 2005, Zia Solar là nhà sản xuất các sản phẩm quang điện cho hiệu suất cao. Các sản phẩm của Zia Solar đã có mặt ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với các thành tựu nổi bật chiếm đến 10% thị phần toàn cầu. 3 tỷ đô la doanh thu hàng năm đã cung cấp 27 GW tính đến quý 4 năm 2017, phục vụ 33.000 khách hàng trên toàn thế giới cùng với đội ngũ 20.000 nhân viên. Nhờ vào những sự đổi mới trong công nghệ và mạng lưới dịch vụ bán hàng tiên tiến, Zia Solar đã được nhiều khách hàng trên thế giới tín nhiệm và tin dùng. Trong nhiều năm liên tiếp, Zia Solar đã được lọt vào danh sách top 500 công ty năng lượng hàng đầu thế giới. 3. China Solar. China Solar được thành lập vào năm 1997 là nhà cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới. Nhờ vào sự đổi mới liên tục, China Solar đã từng ngày thúc đẩy ngành công nghiệp tấm pin quang điện, phát triển việc tiếp thị và quảng bá lợi ích của năng lượng tái tạo. Tính đến năm 2017, China Solar đã cung cấp hơn 32 GW mô đun năng lượng mặt trời trên toàn thế giới. Năm 2016, China Solar còn được vinh danh ở vị trí thứ 13 trong top 500 doanh nghiệp năng lượng mới toàn cầu năm 2016. Hiện tại, China Solar đang tập trung nghiên cứu và phát triển hai dự án lớn, đó là Smart PV Energy và giải pháp Internet năng lượng. 4. LONGi Solar. LONGi Solar được thành lập vào năm 2000 và là nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể cao cấp hàng đầu thế giới. LONGi Solar tập trung vào mono trong 18 năm nay và hiện là nhà cung cấp các tấm pin mono lớn nhất trên thế giới với tổng tài sản lên tới 5,23 tỷ đô la vào năm 2017. LONGi Solar đang có kế hoạch đến năm 2020 sẽ đạt đến con số 45 GW sản phẩm. Được trang bị và sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại cùng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất pin năng lượng mặt trời mono, LONGi Solar đã cho xuất xưởng khoảng 6,5 GW sản phẩm trong năm 2017. Tốc độ tăng trưởng đạt hơn 100% trong 3 năm liên tiếp. LONGi Solar có trụ sở chính tại Tây An và các chi nhánh tại Nhật Bản, châu Âu, Bắc Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Úc và châu Phi. 5. Canadian Solar. Được thành lập vào năm 2001 tại Canada, Canadian Solar là nhà cung cấp các sản phẩm về năng lượng mặt trời với sự phát triển lớn mạnh của nhiều chi nhánh tại 20 quốc gia trên toàn cầu. Bên cạnh là nhà sản xuất hàng đầu các tấm pin và giải pháp về năng lượng mặt trời, Canadian Solar còn thực hiện nhiều dự án quy mô lớn với công suất lên đến 20 GW ở khắp nơi trên thế giới. Theo báo cáo vào năm 2016, Canadian đã cung cấp 21 GW mô đun chất lượng cao đến hơn 100 quốc gia trên thế giới với cơ sở sản xuất hiện đại ở Canada, Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Canadian Solar hiện đang vận hành với 12.000 nhân viên, 359 điểm kiểm tra chất lượng cho từng tấm pin và hơn 800 bảng sáng chế. 6. Hanwha Qcells. Hanwha Qcells được ra đời vào năm 1999, là một trong những nhà sản xuất quang điện lớn nhất thế giới, có trụ sở chính đặt tại Seoul, Hàn Quốc và Thaheim ở Đức, với hệ thống cơ sở sản xuất phân bố rộng ở khắp Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc. Hanwha Qcells đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Hanwha Qcells với tư cách là chi nhánh của tập đoàn Hanwha với tài sản hơn 150 tỷ đô la là đối tác về năng lượng mặt trời đáng tin cậy cho khách hàng trên toàn thế giới. Vào nửa cuối năm 2017, Hanwha Qcells đã sản xuất được 8 GW mô đun năng lượng mặt trời. 7. Resen Energy. Resen Energy được thành lập vào năm 1986, nằm ở bờ biển phía đông Ninh Hai, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Resen Energy là công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ tấm pin năng lượng mặt trời, các sản phẩm công nghệ quang điện, ứng dụng thiết bị đầu cuối năng lượng mặt trời. Công suất hàng năm của các tế bào năng lượng mặt trời và sản xuất mô đun là 4,5 GW. Vào năm 2015, Resen Energy lọt vào top 10 hãng sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời trên toàn cầu. Resen Energy có một phòng thí nghiệm PV tiêu chuẩn, độc lập và nhận được chứng nhận CNAS. Tấm pin năng lượng mặt trời Resen Energy đạt được nhiều tiêu chuẩn chứng nhận của châu Âu và Mỹ về chất lượng và hiệu suất cao. 8. GCLSL. Tập đoàn Golden Concord Holdings Limited, viết tắt là GCL, đăng ký tại Hồng Kông là tập đoàn năng lượng đa dạng chuyên về năng lượng mới và sạch, bao gồm nhiều lĩnh vực công nghiệp điện, PV, khí thiên nhiên, khu công nghiệp, vật liệu mạch tích hợp và hoạt động xe điện, nắm giữ tài sản trên khắp Trung Quốc, Châu Phi, Trung Đông và Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Châu Âu.
Vào năm 2018, GCLSL xếp thứ 139 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. 9. Talesan Solar. Talesan Solar là nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới, được thành lập vào năm 2010 và có trụ sở tại Tô Châu, Trung Quốc, với văn phòng và chi nhánh bán hàng, kho hàng trên khắp thế giới. Các đại lý hợp tác ở Đức, Hoa Kỳ, Singapore, Thụy Sĩ và Hồng Kông. Talesan được xếp hạng Tier 1 theo Bloomberg và chứng nhận bảo hiểm Power. Ngoài ra còn có các chứng nhận khác như TUV, UL, CQC, SGS, DID, v.v. 10. First Solar. First Solar là một tập đoàn của Mỹ chuyên sản xuất về tấm module năng lượng mặt trời hàng đầu trên thế giới. First Solar ra đời vào năm 1999 khi các nhà sáng lập quyết định cung cấp cho thị trường điện mặt trời để giảm thiểu nhu cầu sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi trường. First Solar hiện có 3 cơ sở sản xuất chính trên toàn cầu, đó là ở Hoa Kỳ, Malaysia và Việt Nam. Khoản đầu tư cho 2 nhà máy được xây dựng tại Việt Nam, theo công bố của First Solar là 830 triệu đô la. Vừa rồi mình vừa có bài giới thiệu về top 10 các hãng sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới. Nếu như các bạn thấy video hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh YouTube của mình. Hoặc các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Hiện nay bên mình Nắng Vàng Solar cũng cung cấp một số sản phẩm của một trong các hãng pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, gồm có Zinco Solar, Canadian Solar và một số các hãng khác nữa. Nếu như các bạn quan tâm về bất kỳ sản phẩm gì thì hãy liên lạc theo số điện thoại như ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn. We'll be right back.